Có những thứ tưởng chừng như là một trò chơi nhưng thật ra lại vô cùng hữu ích. Ví dụ như thế này. Đi nhậu. Rất tuyệt vời. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì ngày hôm nay Mai Lợi sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu một trong những cái tính năng mới nhất trên model xe Vios 2020 mới. Đó chính là việc kết nối Apple CarPlay trên màn hình của tất cả các cái model xe Vios của năm nay. Ngay trong video ở đây thì quý vị và các bạn sẽ cùng Mai Lợi tìm hiểu. Xin mời quý vị và các bạn. Việc đầu tiên khi mà chúng ta muốn kết nối cái Apple CarPlay này thì các bạn sẽ phải sử dụng trên một cái chiếc iPhone. Đấy, các bạn sẽ phải có một chiếc iPhone đã. Đấy, cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải chuẩn bị để cho có một cái đường truyền tốt nhất thì tôi khuyên các bạn là nên sử dụng một cái bộ cáp sạc chính hãng. Đấy, còn khi mà chúng ta kết nối trên cái xe Vios 2020 mới này thì chúng ta sẽ kết nối ở trong một cái dây USB được để trong cái hộp phụ này. Đấy. Đây. Chúng ta sẽ cắm đầu này vào đây. Đấy, còn đầu nối còn lại thì các bạn có thể là cắm trực tiếp trên này. Đó. Đây, các bạn có thể nhìn thấy lỗi mà một số rất nhiều người cũng có thể sẽ mắc phải. Đó chính là khi mà chúng ta muốn kết nối cái Apple CarPlay trên cái màn hình này thì chúng ta sẽ phải mở màn hình điện thoại ra và chúng ta sẽ phải bật trong phần cài đặt. Đây, chúng ta vào phần Siri và tìm kiếm. Đấy, các bạn ấn vào Siri tìm kiếm. Nhấn Home để bật Siri. Đấy. Nếu không thì chúng ta sẽ không thể nào kết nối Apple CarPlay trên cái màn hình này được. Thì tôi sẽ thử lại nhé. Khi mà chúng ta bật Siri rồi thì sau khi cắm vào. Đây. Ngay trên màn hình đã hiển thị chúng ta đã kết nối thành công. Đó. Toàn bộ tất cả những cái ứng dụng sẽ hiển thị hết lên. Các bạn có thể để ý ở đây trên màn hình này thì cũng có một số cái ứng dụng không thể nào đầy đủ như trên cái điện thoại các bạn, thì Toyota cũng muốn là cái phần mềm này cũng muốn là khi mà chúng ta lái xe thì hạn chế những cái ứng dụng không cần thiết thì sẽ khiến cái việc lái xe của chúng ta sẽ không tập trung hơn. Đấy, thì cái tính năng an toàn này cũng sẽ hiển thị một số những cái ứng dụng cần thiết cho các bạn để các bạn sử dụng xe thôi. Đấy. Tôi sẽ hướng dẫn qua một số những cái ứng dụng hay ở trên cái phần mềm Apple CarPlay cho các bạn để các bạn tìm hiểu. Ở đây thì chúng ta có một cái ứng dụng Google Maps. Đấy. Hiển thị rất là rõ, sắc nét, thay vì các bạn là phải cài thêm một cái màn hình nhỏ hay là sử dụng thêm một cái màn hình xem trên này thì cái Apple CarPlay này đã cài đặt sẵn trên này, các bạn có thể sử dụng. Ngoài ra thì ở góc này các bạn có thể là sử dụng thêm cái thoại giọng nói này. Đó. Ví dụ bây giờ đây tôi sẽ nói lại. Đi nhậu. Đó. Rất tiện. Hiển thị ra ngay hai quán nhậu. Đây, tôi sẽ thử lại nhá. Đổ xăng. Đấy, sẽ ra toàn bộ tất cả những cái cây xăng gần đây nhất. Đấy, rất là tiện. Rất là tiện lợi. Đấy. Khi mà chúng ta thoát ra ngoài màn hình chính thì sẽ hiển thị lên như này. Ngoài ra cũng có rất nhiều các cái ứng dụng khác mà các bạn có thể sử dụng, ví dụ như là ở trên cái màn hình Apple CarPlay này. Khi mà chúng ta sử dụng này thì sẽ rất là an toàn. Trong này có phần điện thoại này. Đây. Đấy, mục ưa thích này. Rồi gần đây này. Đấy. Nó cũng sẽ ra y hệt như trên điện thoại của các bạn thôi. Rất là tiện, những cuộc gọi gần đây này, danh bạ này. Đấy, rất tiện. Rất rõ ràng. Ở đây bàn phím này chúng ta có thể gọi điện trực tiếp trên này và nghe gọi, hay là chúng ta nhận các cuộc gọi tới. Rất tiện. Đấy. Thì khi mà các bạn đang lái xe thì các cuộc gọi đến thì mình có thể mình nghe gọi trực tiếp ở trên này luôn.
Đấy, chúng ta back ra ngoài màn hình chính nhé. Ngoài ra thì cũng có một số những cái ứng dụng rất là hay. Ở đây thì các bạn có thể vào đây. Ở trong này thì có một cái ứng dụng là nhạc, thì ngoài những cái nhạc mà có sẵn ở trên iPhone ra, hoặc các bạn có ở trên cái chiếc điện thoại iPhone này của các bạn thì để mà tải nhạc vào máy và chúng ta nghe nhạc thì cũng sẽ hơi vất vả một chút, thì thay vào đó đây thì tôi có thể tư vấn thêm với các bạn là có một số các cái ứng dụng như là Zing MP3 hay là trên nhạc của tôi cũng đã có tích hợp trên cái Apple CarPlay này, thì các bạn vào trên những cái app đó thì mình có thể mình sử dụng, mình nghe nhạc cũng sẽ tiện hơn. Đấy. Và đặc biệt là khi mà các bạn nghe nhạc qua Apple CarPlay này mà mình nối trực tiếp vào cái màn hình này thì cái chất lượng âm thanh ra nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với cái việc mà các bạn kết nối thông thường như là trên Bluetooth. Đấy. Bây giờ tôi sẽ bật thử một bài hát để cho các bạn nghe từ chất lượng âm thanh nhé. Tôi sẽ bật to âm lượng lên. It's been so long that I haven't seen your face. Rất hay. I'm trying to be strong, but the strength I have is washing away. It won't be long. Chất lượng âm thanh rất là hay. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng thêm đấy, những có như là Zing MP3 hay là trên nhạc của tui.com mình đã có tích hợp trên Apple CarPlay rồi, thì vào trong đó thì chúng ta có thể lựa chọn những cái bài hát hay là theo những cái chủ đề đa dạng bài hát hơn cho mình lựa chọn. Đấy. Giờ tôi sẽ back ra ngoài màn hình chính này. Ở trên này thì cũng có thêm một số những cái ứng dụng hữu ích, như là chúng ta có thể xem tin nhắn trực tiếp trên này này, hay là một số các bạn mà thích đọc thêm sách thì chúng ta có thể vào đây. Đấy, cũng rất là tiện. Mình có thể cài thêm vào và mình đọc sách trên này luôn. Hy vọng là sau cái video vừa rồi của tôi thì quý vị và các bạn có thể sử dụng thành thạo cái Apple CarPlay và những cái tính năng tốt nhất của phần mềm này trên dòng xe Vios mới này, với rất nhiều những cái option, những cái trang bị trong năm nay, cùng với đó là giá bán không hề thay đổi, thì Vios 2020 thực sự đang là một cái tên rất là hot trên thị trường xe hiện nay. Nếu quý vị và các bạn quan tâm và muốn trải nghiệm những cái tính năng tốt nhất trên cái dòng xe này thì có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi hoặc đến trực tiếp đại lý Toyota Mỹ Đình, số 15 Phạm Hùng, quận 5, Từ Liêm, Hà Nội. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.